D vuông với lại S A D C D cố gắng mình có bút nhiều bút màu lắm mình đồ lên C D nè S A D S A D quá dễ đó. Góc này góc gì? Vuông. Vuông vậy ta có xong ta có nhớ cái chỗ này nè cái chỗ này người ta cho là phải nhớ dữ liệu đề bài cho là nhớ rồi đọc luôn đi C D vuông AD lý do ABCD hiểu tiếp vuông vuông CD S gì FD lý do FA FA đúng rồi tiếp AD FA các không ai mà ghi cái kiểu này hết cô bạn ghi thì theo cô bạn chứa trong ráp hết ba chữ này vô là xong rồi S A rồi suy ra thôi CD vuông với S AD rồi viết vô đi.